dành cho những tín đồ của chinh phục On Flag bí ẩn, đôi Bassett Monoplex NE New Episode từ nhà Ananas sẽ không làm bạn thất vọng. Trong sản phẩm lần này, Ananas đã quyết định nâng cấp chất liệu vải canvas thành canvas NE với kết cấu và chất lượng bền màu ổn định. Ngoài ra, giày còn sở hữu dáng cổ cao đậm chất nghệ để cao su lưu hóa chắc chắn và bền bỉ trên từng bước chân đi. Về chi tiết, thiết kế giày đơn giản, ít họa tiết trang trí với dáng vẻ gợi nhớ về đôi Converse Chuck 1970, sắc đen huyền tông xịt tông từ trên xuống dưới, tạo cảm giác quyến rũ và cá tính. Nếu bạn để ý, sẽ thấy phần lưỡi gà có họa tiết của thương hiệu Ananas hình trái dứa được in rất tinh tế. Với đôi On Flag, các tín đồ thời trang sẽ rất thích phối với một outfit nguyên cây đen, nhưng bạn cũng có thể phối với những trang phục màu be, nâu tay đều đẹp. Griffin gợi ý bạn có thể đi kèm với một đôi tất dấu chân khi diện đôi Bassett Mono Flag NE cổ cao này.